Các cuộc thăm dò cho thấy, ông Trump đang dẫn trước thống đốc bang Florida Ron DeSantis, đối thủ nặng ký nhất của ông, cho vị trí ứng viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa khoảng 40 điểm. Mặc dù vậy, đài CNN cho biết các đối thủ khác của ông Trump trong Đảng Cộng Hòa do dự, thậm chí không muốn công kích ông để làm xói mòn lợi thế dẫn trước này. Số liệu trong những cuộc thăm dò mới nhất phần nào lý giải điều này. Trong khi một số người bị giảm sút uy tín, những người khác tăng điểm trong các cuộc thăm dò sơ bộ hầu hết không nhắc tới ông Trump và có người còn ca ngợi ông. Đài CNN dẫn chứng số phận của một đối thủ trước đó mạnh mẽ công kích ông Trump, cựu thống đốc bang New Jersey Chris Christie. Ông này đang lập kỷ lục về mức độ không được yêu thích trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Trường Đại học Quinnipiac, Mỹ, mức độ yêu thích dành cho ông Christie hiện ở mức -44 điểm. Đáng ngạc nhiên là 61% cử tri Đảng Cộng Hòa có quan điểm không thiện cảm với ông Christie. Cựu thống đốc bang New Jersey không phải là người duy nhất có tỷ lệ ủng hộ kém trong số các ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa được xem là đối đầu ông Trump. Cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, người đã kêu gọi Đảng Cộng Hòa loại ông Trump, là ứng viên tổng thống duy nhất vào tuần trước không giơ tay khi các ứng viên trên sân khấu được hỏi có ủng hộ ông Trump với tư cách là ứng viên tổng thống hay không. Mức độ yêu thích dành cho ông Hutchinson là -18 điểm. Cựu nghị sĩ bang Texas Will Hurt, cũng là người phê bình ông Trump, chỉ nhận được 4% mức độ yêu thích và lên tới 11% mức độ không được yêu thích. Theo đài CNN, ông Trump luôn được khoảng 80% đảng viên Cộng Hòa đánh giá cao và tỷ lệ cực kỳ ủng hộ đạt hơn 50%. Ngược lại với các đối thủ công kích ông Trump, những người không đả động hoặc bày tỏ sự ủng hộ cựu tổng thống này lại có kết cục khả quan hơn. Chẳng hạn thượng nghị sĩ bang Nam Carolina, Tim Scott nhận được 49% mức độ yêu thích và chỉ 8% mức độ không được yêu thích trong cuộc thăm dò của Trường Đại học Quinnipiac. Một ứng viên Cộng Hòa khác, doanh nhân bang Ohio Vivek Ramaswamy, không ngừng ca ngợi ông Trump, thậm chí còn cam kết ân xá cho cựu tổng thống nếu ông bị kết tội tại tòa án liên bang một khi được bầu vào Nhà Trắng. Khoảng 39% đảng viên Cộng Hòa được hỏi đang có cái nhìn thiện cảm với ông Ramaswamy. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.